Hôm nay mình sẽ update lại cái Ola City nha. Thì Ola City á, bây giờ chúng ta kiếm được tiền vẫn giống ngày trước thôi. Nhưng mà về cái hình thức rút tiền nó sẽ hơi khác một chút. Đó là chúng ta rút tiền không còn về USDT nữa, mà bây giờ anh em sẽ rút tiền về địa chỉ ví Ola ha. Để rút tiền về địa chỉ ví Ola thì anh em có thể sử dụng sàn Namroid hoặc là Nami Exchange cũng được. Ở đây mình sẽ sử dụng Namroid ha, Namroid Global. Vì mình đã có một video trên kênh hướng dẫn anh em tạo tài khoản Namroid rồi. Và ngày trước nếu như anh em tạo tài khoản Namroid thì chúng ta sẽ có một ít cái đồng coin ở trên ví ha. Đây, giá của cái đồng Roid nó lên xuống lắm anh em. Hiện tại thì mình vẫn đang hold. Có lúc mình thấy nó lên 7-8 triệu lận, nhưng mà lúc đó mình không bán, mình vẫn hold ha. Vì mình nghĩ đốt coin sau này nó sẽ tăng giá. Nhưng mà kệ đi, dù sao mình cũng có ít, mình cứ hold cho vui thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em rút cái đồng Ola trên Ola City về cái sàn Namroid này nha. Đầu tiên thì anh em cần phải có một cái tài khoản Namroid Global ha. Và vô cái phần là xác thực, anh em cần phải KYC hết hai phần cơ bản và nâng cao. Ở video hướng dẫn tạo tài khoản mình có review cho anh em rồi. Rồi chúng ta về phần tài sản của tôi. Ở đây anh em sẽ tìm cái chữ Ola ha. Thì anh em sẽ thấy cái địa chỉ Ola đây. Đó, hữu dụng. Ở đây mình không biết là tự nhiên tại sao mình lại có hữu dụng 14.49 nữa. Thôi kệ đi, bấm chữ nạp này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái địa chỉ Ola Coin như thế này. Và chúng ta chỉ cần bấm chữ sao chép địa chỉ là được. Quay lại ứng dụng Ola City thì chúng ta vô cái phần rút tiền nhé. Ở đây anh em sẽ thấy cái phần là Binance Smart Chain BIP 20 và nó yêu cầu chúng ta dán cái địa chỉ Ola vô đây. Tiếp tục anh em sẽ bấm rút hết. Rồi bây giờ đến cái phần lưu ý này. Đầu tiên lưu ý về phần rút tiền ở trên Ola City. Min rút sẽ là 5 đô trên Ola City và thời gian xử lý là trong vòng 48 giờ. Quay lại Namroid Global. Để nạp tiền vào ứng dụng cái sàn này thì min nạp phải là 1.500 Ola qua đây. Rồi chúng ta xem này, bấm rút hết nhá. Thì hiện tại mình đang có khoảng là 37 đô đúng không? Đúng rồi, 37 đô thì khoảng là hơn 800 ngàn Việt Nam đồng. Và nếu như quy ra Ola thì nó 21 ngàn. Thỏa điều kiện ở bên đây, min phải là 1.500 Ola. Nếu như chúng ta nạp vào ít hơn thì có thể anh em sẽ bị mất nhá. Thêm hết thông tin, nhớ kiểm tra lại một lần nữa xem nó đúng chưa nha. Rồi phí giao dịch của chúng ta sẽ là 0 Ola, không bị phí nha anh em. Rồi mình sẽ bấm xác nhận này. Rồi nó báo là đã gửi một cái email rút tiền về địa chỉ của mình. Mình sẽ vào đó để kiểm tra ha. Vào địa chỉ email sẽ thấy một cái tin nhắn như thế này. Bấm chữ confirm link là được nha. Vậy là chúng ta đã rút tiền thành công rồi đó anh em. Bây giờ chỉ cần đợi tiền về thôi ha. Đây số dư của mình nó đã trừ rồi. Đang chờ duyệt 37 đô và đã rút là 131 đô. Đã rút có nghĩa là tiền đã về rồi. Còn chờ duyệt là mới rút thôi. Đợi nó duyệt trong vòng là 48 giờ là 2 ngày đó nha. Tuy nó báo mình phải đợi trong vòng 48 giờ nhưng mà mình thấy xử lý nhanh lắm anh em. Không biết anh em rút tiền nó xử lý trong khoảng bao lâu, nhưng cá nhân mình thấy á, xử lý khá là nhanh. Đây nó đã báo thành công rồi nha. Và quay lại cái tài khoản sàn Namroid của mình, bấm vào chữ ẩn số dư này thì sẽ hiển thị là Ola nha. Bấm vô nó sẽ hiển thị ra cái lịch sử này. Mình rút lúc sáng đúng không, thì đến 12 giờ 26 phút tiền nó đã cộng vô tài khoản rồi nha. Bây giờ đồng Ola này mình có thể là hold hoặc là mình có thể trade ra USDT mình rút về hay là bán ra tiền Việt được ha. Thì chúng ta vô cái phần là giao dịch. Rồi ở đây chúng ta sẽ tìm là Ola nhá. Đây tìm cặp tiền này Ola thì sẽ có là Ola USDT. Bấm vô. Rồi bên trái là mua, bên phải là bán ha. Thì bây giờ mình cần bán mình sẽ chọn là bán. Và chúng ta sẽ bấm một chữ giới hạn. Bấm một chữ là giá thị trường. Đó được chưa. Chúng ta kéo cái thanh để nó hiển thị cái số Ola mà chúng ta muốn bán thì nó sẽ tương đương khoảng là 804.000 Việt Nam đồng đó anh em. Bây giờ mình bán luôn nhá, bán Ola này. Đó, đã đặt đơn hàng ha. Đã khớp rồi nha anh em, được 35.15 đô. Mình về tài sản của tôi này. Ẩn số dư nhỏ ha. Thì bây giờ cái Ola của mình nó đã chuyển thành USDT rồi ha. Mình được 35.2 đô. Mình quy đổi ra USDT. Cái thứ nhất á, là đồng coin này nó sẽ không biến động nhiều, có nghĩa là giá của nó luôn luôn khoảng như là đô PayPal gì thôi anh em. Nó sẽ không tăng cũng không giảm quá. Nếu như anh em muốn bán về trực tiếp ngân hàng thì chúng ta chọn cái phần là OTC ha. Ở đây cũng có mua và bán. Và ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái đồng đó là USDT. Đó cũng là một trong các lý do mà mình khuyên anh em nên đổi nó sang USDT, tại vì nó tiện ha. Rồi bên phần bán này, hiện tại thì sàn này cũng không được nhiều người mua lắm đâu.
Mình thì hay sử dụng Remitano của Việt Nam ha, để mình bán, nhận tiền sau khoảng vài giây thôi. Còn cái sàn này thì mình chưa bán bao giờ ha. Nếu như ai quan tâm thì anh em có thể vô phần cài đặt tài khoản, thêm một cái thông tin ngân hàng vô ha, cài đặt này. Đó, ở đây thì cái này mình cũng chưa rút bao giờ đâu, nên đọc sơ qua cũng không hiểu lắm ha. Ở đây thì nó cho rút về một cái thẻ ngân hàng hoặc là Alipay, thanh toán qua WeChat. Không biết là rút về ngân hàng Việt Nam nó có nhanh hay không, nhưng mà đọc sơ qua những cái thông tin như thế này á, nó chỉ cần một cái số thẻ ngân hàng thôi, Branch Info này, chi nhánh ngân hàng này. Nó khó hiểu hơn là chúng ta sử dụng các cái sàn của Việt Nam như là Remitano ha. Thì ở đây chúng ta có thể là gửi về sàn Remitano cũng được, hoặc là anh em có USDT có thể bán cho mình cũng được cho nó nhanh. Không nhất thiết là anh em phải bán trên đây đâu, chỉ cho nó rườm rà. Đây USDT ha. Chúng ta bấm chữ rút này. Đó. Ở đây chỉ cần thêm một cái địa chỉ của người nhận thôi. Số lượng này. Và lưu ý nhá, chúng ta phải chọn cái tên chuỗi này. Đây. Ví dụ ở đây ERC20, phí của chúng ta phải là 10 đô, 10 USDT. Nhưng mà nếu như chúng ta chọn sang một cái khác á, TRC20 chẳng hạn, thì phí của chúng ta chỉ là 1 đô thôi.